Rồi, trước khi bà vào cái phần nội dung mà ta sửa luôn các chị nha, thì bá hướng xin phép chúng ta sẽ nói chút xíu về mặt lý thuyết nha, của cái phần đọc cái quan ngực. Trong cái đang học online đó, đang vô online đó. Các bạn vào Google Meet đi, trên cái file nó có Google Meet đó. Trong cái tab mà của chương trình học đó, nó đã có cái link Google Meet đó. Trong cái chương trình học là nó có tab Google Meet đó, các anh chị vào trong cái Google Meet đó đi. Rồi ta bắt đầu tiếp với các anh chị nha. Thì trong cái phần mà muốn đọc một cái phim X-quang tốt đó, thì đầu tiên các anh chị phải nắm ở đây thì cái bài X-quang ngực này thì trên cái kênh YouTube của Thướng có cái bài này rồi. Ha, là tổng cộng có như là 7-8 phần vậy lận á. Một phần là khoảng 30-45 phút vậy đó. Ha. Thì các anh chị về cố gắng ta xem lại. Ở đây chúng ta chỉ nói tóm tắt một vài điểm thôi. Ha, để mà chúng ta có một số cái nhìn, một cái khái niệm là thôi. Chứ không, mình không có nói hết ở đây. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói chút xíu về cái chiều thế. Chiều thế thì thường là cái thường thường quy của chúng ta là có là cái chiều thế trước sau, cái chiều thế sau trước ha. Đây là thường quy. Cái thứ hai là chiều thế nằm. Nằm hay gọi là cái thế trước sau, ở đây trước nè, ngực trước sau, rồi thế sau trước là thường quy nha, còn nằm là thế trước sau và cái thế nghiêng. Thế nghiêng thì hiện tại đó thì thực tế lâm sàng chúng ta cũng ít sử dụng lắm nha, ít sử dụng cái thế nghiêng này. Thường cái nghiêng thì thường người ta hay sử dụng để định vị tổn thương, thì thông thường là cái nghiêng thì về nguyên tắc là thường phần lớn là nghiêng trái, còn một số cái trường hợp thì mình thông thường là nếu mà tổn thương bên nào thì mình cho nghiêng bên đó sát phim nha, thì mình sẽ cái phần nghiêng, ví dụ nghiêng trái có nghĩa là phần bên trái sát phim đó, thì để cho cái tổn thương nó không bị phóng đại thôi. À, như vậy ví dụ như mình nghi ngờ u phổi bên phải thì mình sẽ cho bên phải sát phim, nghiêng phải ha, để cho cái cấu trúc nó không bị phóng đại và nó dễ tiếp cận hơn. Chiều thế đỉnh ưỡn. Đỉnh ưỡn thì là một cái chiều thế hiện tại cũng ít sử dụng, bởi vì những cái tổn thương mà nằm, nếu mà chúng ta nghi ngờ những tổn thương mà nằm ở vị trí đỉnh phổi này nè, thì thông thường là mình sẽ cho chụp CT luôn. Thì sao hiện tại đó chúng ta có sử dụng cái chiều thế này, nhưng mà ngày xưa thì còn sử dụng đó. Cái chiều thế này thì các anh chị thấy nó nhìn mình nhìn cái phim đỉnh ưỡn là mình biết liền, mình thấy là nó sẽ khác cái phim thẳng, cái chỗ là đây phim thẳng thì mình thấy xương đòn chồng lên đây nè, thấy không? À, các chị nhìn thấy là đây xương phim thẳng là xương đòn chồng lên nè, thấy chưa? Còn trên cái phim đỉnh ưỡn thì sao? Đó, mình thấy là cái phần xương đòn nó nằm múc ở trên này luôn nè. Xương đoạn nằm úp trên, còn cái này cái thanh này là của xương bả vai nha. Đó. Đó. À, thì vậy các bạn lưu ý ha. Rồi như vậy nguyên cái phần đỉnh phổi nó sẽ được bộc lộ rất là tốt, và phím đỉnh ưỡn thì người ta còn dùng để khảo sát cái thùy giữa nữa. À, nếu nghi một cái tổn thương của thùy giữa phổi á, thì chúng ta có thể bên phải đó thì chúng ta có thể khảo sát bằng cái thế đỉnh ưỡn này, cũng khảo sát cũng rất là tốt. Một cái chiều thế mà trong y văn khác chúng ta cũng có thể hay người ta cũng hay nói đó là chiều thế nằm nghiêng tia ngang. Nằm nghiêng tia ngang này thường người ta sử dụng trong cái đánh giá tràn khí màng phổi, hoặc là tràn dịch, hoặc là đánh giá ứ khí. Thì thông thường cái này thì ví dụ như mình không có cái CT thì mình mới sử dụng tới mấy cái này thôi. Còn thực tế thì ví dụ nghi tràn dịch màng phổi mà trên X-quang nghi ngờ thì giờ mình làm cái gì rồi? Mình làm siêu âm rồi, chúng ta không cần lăn tới lăn lui chi cho nó mệt ha. Rồi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có cái thế này là thế nằm nghiêng tia ngang. Như vậy cái thế này thực ra là chụp vẫn là thẳng nha, các bạn lưu ý nè. Bệnh nhân vẫn là nằm ở cái bệnh nhân vẫn nằm ở cái chiều thế là nằm nghiêng, nằm nằm nè, nằm nằm nghiêng thôi, nhưng mà cái phim đó là phim thẳng, các bạn lưu ý cái này không phải là phim nghiêng nha. Ví dụ mình cho một cái phim này là phim tư thế bệnh nhân nằm nghiêng nhưng mà vẫn là phim thẳng. Các bạn lưu ý chỗ đó nha, nằm nghiêng mà phim thẳng. Rồi. Và tia đó là tia nằm ngang, ở đây ngang có nghĩa là nó song song với mặt đất đó. Rồi, hiểu chưa? Cái này cái phim nằm đây. Nó thì thông thường chúng ta đánh giá tràn khí và tràn dịch, gọi là đánh giá ứ khí. Thì một cái trường hợp cơ bản nhất thì chúng ta thấy ví dụ đây chúng ta nghi ngờ một có một cái tràn dịch ở bên phải nè ha. Đó thì mình cho gì? Cho tư thế nghiêng phải, thì mình nghiêng phải thì cái phần đó tràn dịch nó sẽ lắng ở phía sau này, vẫn lắng ở phần thấp này nè ha, thì nó sẽ rõ hơn nha. Rồi. Gọi ví dụ trong cái hình này thì các bạn thấy
Các bạn nào có thể coi trực tiếp trên cái màn màn hình vi tính nó sẽ rõ hơn nha, chứ còn nhìn nó mờ lắm. Thì trên hình này thì các bạn sẽ thấy có cái gì, thấy một bên thì sao, hai bên mình thấy nó hơi sáng sáng cũng giống giống nhau phải không, nhưng mà mình thấy một bên thì sao, nó hơi nở rộng hơn so bên kia ha. Mình nghi ngờ bên nào ứ khí, nghi ngờ bên trái nó ứ khí nè, đúng không ạ? Thì mình sẽ cho tư thế cũng nằm nghiêng nè. Như vậy về tầng nguyên tắc nằm nghiêng là sao, khi mình đang nằm nghiêng đó thì về nguyên tắc là nghiêng thì cái tim nó là cái trung thất, nó sẽ đè lên trên cái vùng nhu mô phổi, thì nó làm nhu mô phổi nó xẹp lại. Ví dụ trong trường hợp này nghiêng bên phải này, mình thấy bên phải nó bị mờ hơn không, nhưng mà cái này là bình thường nè. Nhưng mà mình thấy nghiêng trái nè, đó nghiêng trái, trong trường hợp nghiêng trái thì bên trái nó có mờ không, mình thấy trường hợp này là nghiêng trái nè, bên phổi trái có mờ không, là không, đúng không? Như vậy cái này là bất thường. Vì nguyên tắc nghiêng trái thì cái phổi trái nó phải mờ, lý do là nó đè cái trung thất, nó đè lên nhu mô phổi thì lúc đó nó sẽ mờ hơn so. Nhưng mà trong trường hợp này mình thấy nghiêng bên này nè, nghiêng bên trái này, cái bên trái nó không có mờ, thành ra là cái này là bất thường nè. Như vậy bên trái không mờ chứng tỏ là bên này bị ứ ứ khí, nó bị ứ khí, thành ra là khi đè xuống nó không xẹp được, đúng không? Như bong bóng nó căng lên vậy đó. Và các bạn nhìn kỹ lại đây nó có thêm gì nữa nè, một cái tổn thương đúng không ạ, một cái cấu trúc gì đó lạ lạ. Đây chính là một cái dị vật ha. Bệnh nhân này là bệnh nhân bị hít sặc, nghĩa là nuốt nhầm một cái vật, hít luôn cái vật gì đó, nó bị lọt vô trong cái phế quản nè. Và về nguyên tắc thì một cái dị vật trong phế quản nó có thể gây hai một trong hai tình huống. Một là nó gây xẹp, có nghĩa nó tắc vô đó là khí không vô, không không có vô được thì nó xẹp phổi. Nhưng có một tình huống thứ hai nữa, nó làm như cái van một chiều, là khí nó vào được nhưng mà nó ra không được, thì nó gây ra ứ khí. Trong trường hợp này nó gây ra bị ứ nè, mình thấy cái đây là cái dị vật nằm trong phế quản và nó gây ứ khí, thể hiện bằng cách nằm nghiêng bên đây, nó không có xẹp nha. Rồi thì đó là cái nghiêng, và cái nghiêng mục đích vậy. Còn thực ra đó, trong thực tế của chúng ta hiện tại, nếu chúng ta dùng CT thì nó đơn giản, mình chụp cái thì thở ra là được rồi, thở ra. Nhưng mà thực ra cái em bé cái này nếu ở con nít thì hơi khó đúng không, thì thực ra cái này nó cũng sẽ có một cái ứng dụng ha. Rồi thì đó là một số chiều thế mà chúng ta hay gặp. Rồi thứ hai là cái phần giải phẫu, giải phẫu X quang thì các bạn ở đây thì các bạn, tôi muốn các bạn xem lại chút xíu thôi. Thứ nhất là giải phẫu trên cái phim thẳng đó, phim thẳng thì mình có bờ này, bờ này cung gì thì cái này chuyên khoa thì chắc biết rồi, biết chưa? Rồi không biết thì hồi cũng sẽ biết rồi, kệ nó đi. Mấy cái này về nhà coi nha. Rồi rồi các bạn coi lại những cái này ha. Rồi tôi sẽ nói lúc thứ sau vậy thôi. Rồi cái tiếp theo đó là cái nhưng mà ở đây tôi muốn cái chỗ trong cái giải phẫu của phim, những cái phim này đó, thì tôi muốn các anh chị sẵn kết nối luôn với cái phần là các cái phần các bạn biết là ví dụ như đây là vòm hoành, vòm hoành đây là chỗ cao nhất đúng không ạ, cái chỗ cao nhất của cơ hoành thôi. Chúng ta lưu ý đây là chỗ cao nhất chứ không có nghĩa là cái vòm hoành nó chỉ có một đường này thôi, các bạn lưu ý, bạn có hiểu trong cái ý đồ là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái này là cái bờ gì của tim này, nhĩ phải đúng không ạ, nhĩ phải. Rồi nguyên cái này là cái thất trái. Thì nguyên cái phần tim này là tim này sẽ nằm ở đâu trong cái phần trung thất á, tim sẽ nằm ở đâu, là trước hay giữa hay sau? Thì thông thường đó, thông thường cái tim nó có tùy theo tài liệu, nó có thể làm gọi là cái vị trí của nó thường sẽ nằm phía trước, có nghĩa là nằm sát xương ức đúng không, nó nằm sát xương ức. Nhưng mà cái trước tim thì nó lại còn một cái trung thất, đó là trung thất trước nha. Và tim thì là thường người ta sẽ quy nó vào trung thất giữa. Tuy nhiên mình cũng hiểu là nghĩa là cái nào mà xóa bờ tim thì nó sẽ nằm ở phía trước chứ nó không nằm phía sau ha. Đó thông qua một cái điểm lưu ý như vậy. Rồi cái này là cái tim thì nó sẽ nằm trước này. Và tiếp theo gồm phần gốn phổi. Gốn phổi thực chất nó là mạch máu phổi, thì mạch máu phổi là nằm sao so với cái tim, thì nó nằm hơi sao sao cái tim một chút. Rồi sao tim chút, và sau cái mạch máu phổi nữa thì nó tới cái mạch máu của cái gì, nó là tới con mạch chủ đó. Như vậy thì mình nhìn trên X-quang thì mình thấy những cái này chồng 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 lên, nhưng mà về mặt không gian, có nghĩa là tôi muốn các bạn là khi chúng ta nhìn đến X quang đó, chúng ta đừng có nhìn một cách gọi là phiến diện, là cái cấu trúc này nó nằm gì nè, nó nằm chỗ này, nó phải thuộc phổi nha. Ví dụ một cục nằm chỗ này nè thì nó có thể là cái gì, tôi đố các bạn thôi. Ví dụ nằm đây nè, một cục ngay trong cái vị trí cái tay, cái vị trí con trỏ này nè, thì có thể là nó nằm ở đâu, trong phổi nè, ở đâu nữa, đâu nữa, sau lưng hoặc là trước sau, nghĩa là thành ngực mô mềm nè, còn gì nữa không, có thể là xương sườn nè, có thể là gì nữa, có thể là màng phổi đúng không ạ, nằm chỗ này cũng có thể là màng phổi, còn gì nữa hả, thậm chí nó có thể là không có nằm trong cái gì của bệnh nhân chứ nó nằm ngoài bệnh nhân á,
À, nằm ngoài bên nhân, ví dụ như là mình thấy lâu lâu cái đường trên thì đi xuống tóc rồi đó, tóc tai nó đằng lằn lằn xuống vậy đó, là bên ngoài bên nhân, thậm chí là đeo dây chuyền rồi đó, có cục cục tròn tròn nữa nè. Thí dụ bạn dụ cái cục tròn tròn đó đi, biết đâu là người ta đeo cái gì đó, người ta gắn cái gì lên người đó, nó nằm ngoài. Như vậy thì các bạn ý ở đây tôi muốn nói với bạn, khi chúng ta đọc phim, đặc biệt là X-quang, là các bạn phải nhìn được nó với góc độ là ba chiều, chứ không phải là mình cứ nhìn cái hình, cứ là cứ cục nằm ở chỗ này là nó phải là cái vỏi thôi, chứ không là gì khác. Là cái đó là một cái mình phải lưu ý, là mình phải điều chỉnh cái thái độ của mình khi chúng ta quan sát. Và khi chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta thấy một cái cấu trúc như thế này nằm ở vị trí này, thì chúng ta phải coi coi những cái cơ quan xung quanh nó chồng lên vị trí đó là cái gì. À, đó thì các bạn nhớ lưu ý như vậy để chúng ta có một cái nhìn này coi nó đầy đủ. Tôi nói ví dụ ở đây đi, một cái khối nằm ở đây thì theo các bạn nó sẽ là cái gì? Nó là cái gì? Chung thất cụ thể nó là cái gì? Nói chung thất thì hơi rộng đó, cụ thể cái cơ quan gì ở đây đó, là các bạn thử tưởng tượng coi. Giờ mình sẽ sử dụng không phải là cái X quang không, mà là chúng ta sẽ sử dụng cả cái CT đó. Ví dụ chỗ này là chúng ta bắt đầu quan sát nè, phía sau nó chính là cái gì? Cột sống nè, cột sống trước nha, rồi cái gì nữa? Thực quản nè, được không? Khí quản được không? Được. Rồi gì nữa? Động mạch chủ được không? À, được không? Được. Động mạch chủ được. Động mạch phổi được không? Cũng được luôn đó. Tôi nói ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn, khi một cái tổn thương ở đó thì chúng ta sẽ loại trừ. Rồi nếu nó nằm ở đây thì nó đẩy cái gì, nếu nằm chỗ kia đẩy cái gì, nằm chỗ nọ thì đẩy cái gì đó, chúng ta sẽ quan sát được nhiều thứ hơn nha. Rồi đó là cái điểm mà tôi muốn các bạn đọc X-quang. Còn giải phẫu thì các bạn phải nhớ được những cái chỗ đó. Rồi mà mấy cái này thì cơ bản rồi thôi, mình sẽ không có. Rồi do đó thì cái phần thứ hai đó là cái phần của trung thất. Trung thất thì chúng ta sẽ có các đường ha, thì thôi cái này thì chúng ta sẽ học tới cái phần có mấy cái hình về trung thất đó, tụi mình sẽ phân tích các đường sau. Cái bài này cũng là một trong những cái bài tương đối cũng cũng khá hay ha, khá hay về các cái đường trung thất nha. Rồi cái này các bạn về xem nha, xem lại, cái này cũng là một trong những cái bài mà tương đối là nó sẽ giúp cho chúng ta khi chúng ta đọc X-quang. Tôi nhắc một số điểm để các bạn về xem thôi, đây mình sẽ không có đủ thời gian để xem lại hết cái này. Rồi cái đường trung thất, rồi và các ở đây một cái điểm mà khi chúng ta quan sát trên cái phần của mô tả, đây là phần mô tả, thì thông thường các bạn trên mô tả trên cái phim X quang phổi đó thì các bạn dùng thuật ngữ gì? Đó là 1/3 gì? Một bài trên nè, bài giữa, một bài dưới. Thì ở đây thông thường nước ngoài người ta gọi là upper jaw, có nghĩa là vùng trên nè, vùng giữa với vùng dưới. Ở mình thì hay gọi là 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới. À, rồi cái nhất cái thứ người ta sẽ lấy cái mốc là gì? Đó là cung trước sừng số 2 ha. Rồi và cung trước sừng số 4, thì giữa 2 và 4 này thì là giữa, và ở trên cái cung trước sừng số 2 thì là 1/3 trên nha. Rồi mình có một cái thuật, có một cái cách gọi tên khác là gì, ví dụ như là đỉnh phổi được không ạ, là thượng đòn. Đây đỉnh phổi nè, chỗ này đỉnh nè, đây thượng đòn nè. Rồi một cái điểm nữa là chúng ta có thể gọi là thùy không được không ạ, thùy được không? À, khi chúng ta gọi thùy thì lại là một vấn đề khác nha. Chúng ta nhớ là thông thường đó, khi chúng ta đọc X quang phổi đó, mà các bạn nào mà phải gọi là pro lắm đó, chúng ta mới đọc được thùy. Pro á, có nghĩa là dữ dội lắm đó, chúng ta mới đọc được thùy. Mà tôi cũng mong muốn các anh chị cũng gán pro đi ha. Gán học xong mình gán sao phân tích được thùy, tất nhiên cũng phân tích được chứ không phải là không được nha, vẫn được nha, chứ không phải không được nếu nó rõ trong thùy. À, còn như vậy thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta thấy một cái tổn thương thì nếu được thì chúng ta đưa thành thùy, nhưng mà chúng ta phải có đủ thông tin chúng ta mới đưa thành thùy nha, chứ mình không có phải là mình gọi là mình thấy ở trên thì mình là thùy trên, là không phải nha. Các chị lưu ý nè, ví dụ đây nè, nhìn chỗ này nè, đây là thùy trên nè ha, rồi đây thùy giữa ha, trên và giữa cách nhau bởi cái gì, là gánh gì, gánh liên thùy ha, là gánh ngang đó, là gánh ngang. Rồi nhưng mà ở đây nè, đó thì đây là thùy dưới nè, chúng ta thấy là lưu ý nè, thì dưới thì nó chồng lên thì nào, chồng lên thì giữa nè, và chồng lên thì nào nữa, thì trên nữa. Đó như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà nằm úp ở trên này nè, đọc thì trên được, nhưng mà nó nằm mà kiểu mà nằm lưng lưng như này đó, thì bây giờ nó là giữa cũng được nè, trên cũng được nè, mà dưới cũng được luôn đó. Đó như vậy thì cái chỗ cái thì như vậy cái này là mình thấy là khi mà trên X quang á, mình đọc một cái thùy là cực khó. Ví dụ nằm dưới đây có chắc ăn là thùy dưới không? Không, bởi vì thì giữa nó cũng có một khúc dưới đây mà. À, như vậy các anh chị lưu ý nha. Đó là một số cái điểm mà chúng ta lưu ý. Như vậy thì chúng ta có cái đặc điểm như thế này nè, thì trên và thì giữa thì nó ngăn cách bởi
rãnh ngang, và rãnh ngang này là một cái gần ranh giới khá rõ. Như vậy nếu ta thấy một cái tổn thương mà có cái đường ngang ở phía trên nè, một cái đường ngang ha, nếu mà cái con tổn thương đó nằm trên đường ngang thì đó là thì trên, dưới đường ngang là thì giữa, nếu nó có một cái đường ngang nha. Rồi còn nếu không có đường ngang này thì mình coi nè, bây giờ chúng ta thấy nè, thì giữa thì cái thì dưới này nè thì nó có một cái đặc điểm là nó bám vô cái gì, lên cơ hoành. Thì nếu mà tổn thương là nó xóa bờ cơ hoành thì nó là thì gì, thì dưới. À, còn nếu mà cái còn thùy này thì nó nằm ở đâu, trọng lên cái vị trí của gì, của tim, là tim nè. Như vậy thì nếu mà tổn thương mà xóa bờ tim thì nó thuộc về thùy giữa. Đó là một số cái điểm mà đây tôi nhắc thôi, không biết các bạn còn nhớ không, thì ngồi chút xíu ta đọc lục về phim thì mình sẽ phân tích lại ha. Đây là lý thuyết thôi. Bờ bên trái, bên trái thì nó khó hơn nha, bên trái thì thôi, cái này thì cơ bản là bên phải thì mình mới dễ rồi. Rồi khi đọc phim thì chúng ta lưu ý ở một số cái người ta gọi là vùng mù. Vùng mù thì các bạn thấy là đây thì chúng ta sẽ có là cái thường là vùng đỉnh phổi nè, đỉnh phổi là vùng mù bởi vì sao, nó bị chồng lên cái gì? Chồng lên cái vị trí của xương sườn số 1 nè, thứ hai là xương đòn nè, ha, đó là hai cái vùng này. Bình thường cái khoang nó rất là hẹp thì ra dễ. Và các bạn biết là đây là một trong những cái chỗ mà các bạn mà mới mới có nghĩa là giống như các bạn năm nhất vậy đó, bạn mới vô là bạn đọc rất là dễ sót chỗ này. À, tôi làm nhiều năm rồi tôi thấy là các bạn nào mới mới đọc rất là dễ sót chỗ này. À, những cái tổn thương mà đỉnh phổi nốt 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 rồi sơ rồi sẹp gì đó, dày đỉnh phổi gì đó, là những cái bạn mới mới là vô là đọc chỗ này là sót hết. À, là đọc sót rất nhiều cái chỗ tổn thương ở vùng này, là cái chỗ này rất là dễ sót. Rồi cái vùng thứ hai mà cũng dễ sót nữa đây chính là vùng này. Cái vùng này thì mình biết là những cái vùng này chúng ta biết là phía sau là nó còn mạch máu phổi nữa nè ha, thì vùng này gọi là vùng cơ hoành. Thì ví dụ như cái vùng người ta đang vẽ này, cái này thuộc phổi hay là thuộc bụng, chỗ này nè thuộc phổi hay bụng? Ai nói phổi đâu, giơ tay rồi để tay xuống. Trời ơi, cái này vừa thuộc phổi vừa cái bụng, giờ bụng được không? Được, ai mà cấm chỗ này bụng, bởi vì đây là chồng mà. Vậy chỗ này cao nhất của cái chỗ này thì bị ở ngay trên cái vị trí này chính là bóng gan nè. Như vậy cái này vẫn có thể là bụng vẫn được nha, thành ra cái này không thấy là phổi không nha, bụng cũng được, phổi cũng được luôn. Thành ra cái tổn thương chỗ này là tại sao nó khó, bởi vì là nó chồng lên đây nè. Thứ nhất là mình ta dễ, ví dụ tổn thương trong phổi nó cũng rất là dễ bỏ sót bởi vì nó bị mất trong đây. Và thậm chí một số tổn thương nằm chồng lên đây thì mình cứ nghĩ thì ở đây chúng ta lưu ý chỗ này vẫn là có thể bụng được, phổi được nha. Rồi hai bên nha, và dễ dễ bỏ sót. Rồi một cái dễ bỏ sót đó là cái vị trí bóng, cái phần chồng của cái bóng tim à, cũng rất là dễ bỏ sót. Chỗ này là cái chỗ mà những cái tổn thương ví dụ là thường hay gặp ở đây chính là một cái thoát vị hoành đó. Thoát vị hoành với anh chị đó, thông thường là những thoát vị dạ dày nó sẽ nằm chỗ này nè, chứ ít khi nào nó nằm ngoài rìa này lắm. À, những cái thoát vị hoành thường nó sẽ nằm chồng sau bóng tim này nè, và đây chính là chỗ mà chúng ta dễ bị sót nha. Rồi và ở chỗ vùng vị trí gốn phổi thì cái này chúng ta hay sót những cái hạch. Các bạn hay đọc là các bạn chỉ quan tâm gì thì các bạn ít quan tâm tới vùng rốn phổi, những nhiều khi cái rốn phổi nó to hoặc là những cái rốn phổi nó bất thường về hình dạng á. À, cái hình dạng rốn phổi bình thường nó như là cái ngón tay vậy đó, các bạn nhìn là như là cái ngón tay nó dài cái gì nè đó, nhìn ngón, như cái ngón tay chỉ xuống, bên đây cũng vậy, ngón tay chỉ xuống. Và rốn phổi bên phải thì sao, thay thôi rốn phổi trái à, thấp hơn rốn phổi trái. Tại sao? Tại vì rốn phổi trái á, là cái mạch máu phổi bên trái nó sẽ chạy dòng lên ở trên của cái khí cái phế quản bên trái á. Phế quản gốc bên trái nó nằm gì nè, mạch máu phổi, động mạch phổi nó sẽ chạy dòng lên trên của phế quản gốc bên trái nó mới đi dòng xuống. Còn bên phải thì cái động mạch phổi phải thì nó không có đi vòng lên trên, thì nó thấp hơn. Đó là một giải phẫu ha. Rồi thì đây chính là cái điểm mà chúng ta lưu ý, cái phần rốn phổi cũng hay bỏ sót, thường hay bỏ sót là mấy cái hạch hoặc là rốn phổi to đó, chúng ta hay bỏ sót chỗ này. Nó thành ra các bạn lưu ý là những cái vùng này là những cái vùng mà người ta lưu ý để mình đọc. Còn nhiều cái u trong phổi thì dễ nhìn lắm, nó cũng không có bị khó nha. Rồi gọi là vùng mù. Rồi một số cái phần, một số cái phần tiếp theo đó là cái phần về phân tích về mặt kỹ thuật. Kỹ thuật thì các bạn nhớ năm cái yếu tố này, và ở đây tôi xin nhắc lại trong cái bài của tôi có phân tích rồi. Cái này thì mấy anh chị chuyên khoa định hướng gì đó là nên phải coi cái này, tại vì khi đi lâm sàng khi hỏi thi á, mấy X-quang người ta hay hỏi cái này lắm nè. Mà thiệt tình là hỏi nhiều khi các anh chị trả lời thì chấm cho vui vậy thôi, chứ mà chấm mà thiệt tình ra mà trả lời đúng là cũng không biết à, không biết nhiều khi trả lời cũng chết quốc à. À không biết làm sao nữa. Tôi nói năm cái này rất là dễ, mà tới hỏi thi lâm sàng là cứ hỏi vô cái này là cứ nói chuyện tào lao không à. À cái đó là thực tế đó, nghe các bạn về ha, khi nói tới quan ngực là phải nắm được năm cái yếu tố này ha.
lồng ngực nằm trọn trên phim. Cân đối không say, sao biết cân đối không say? Đâu bạn ở đây coi có trả lời được liền không? Sao? Bấm gai thì sao? Bấm gai cách điều đầu trong hai xương đòn đó thì gọi là cân đối đúng không? Không sai. Rồi sao là hít thở đủ sâu? Ngang bức trên sườn 6. Ở phía cung gì? Sườn 6 cung gì? Cung trước đúng không? Và ngang bức trên sườn sau thì cung số mấy? Cung số 10 nha, đây số 8. Chết quất luôn á. Sao biết tia đạt? Rồi có ai có ý kiến khác sao biết tia đạt? Muốn gì? Chúng ta có thể nhìn được bốn cái đó thì thực ra cái nào nhìn mà nhìn cũng được, nhưng mà rồi còn yếu tố gì nữa không? Thì thông thường cái phim đạt của mình á sẽ là đạt về đột dừng độ tia đó thì phân biệt giống như mình nói vậy đó. Nhưng mà một ví dụ như phim này gì đạt không? Cái này đổi thừa liền do cái màn hình đó, nó mới chiếu mờ quá. Trôi liền trên cái này là đạt không? Mình thấy đạt không? Coi trên máy coi. Như vậy thường cái đạt của mình là giống như mình phân tích vậy đó, giống như mình nói là phân tích thấy được bốn cái đó, nhưng mà thực ra đó người ta có tiêu chuẩn đạt là gì? Một là chúng ta sẽ thấy được cái gì? Thường mình sẽ thấy được lờ mờ cái bốn cái đốt sống ngực. Đốt sống ngực nha. Đây là bốn đốt sống ngực. Còn ở phía dưới này nè thì mình sẽ nó bị mờ hơn. Cái nghĩa là phía trên thì thấy tương đối tốt tốt, còn phía dưới là nó sẽ mà sẽ mờ hơn, nó không rõ nha. Còn nếu mà thấy rõ hết như thế này là cường độ tia nó là sao? Tia cứng nha. Rồi. Điểm thứ hai đó là có một cái tiêu chuẩn khác mà thường có thể sử dụng nữa, chúng ta có thể thấy được các mạch máu sau bóng tim. Nếu các bạn thấy được các mạch máu sau bóng tim thì thông thường sau này những cái phim gọi là kỹ thuật số đó, người ta sẽ chụp được những mạch máu sau bóng tim. Nếu các bạn thấy rõ được các mạch máu sau bóng tim thì tương đối là cái đó là phim tương đối đạt. Ha. Rồi. Đó là cái phần của tiêu chuẩn đạt của phim ha. Rồi. Về mặt cường độ tia.